Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Để tận dụng được sức hot của card đồ họa RTX 3060 Ti thì ở trong video ngày hôm nay dĩ nhiên mình sẽ làm về một bộ PC liên quan tới mẫu card đồ họa RTX 3060 Ti. Thế nhưng các thành phần linh kiện được mình lựa chọn sẽ tới từ cùng một hãng luôn để mang tính chất đồng bộ sao cho đẹp nhất, bởi vì các bạn biết đấy, RTX 3060 Ti mạnh thậm chí còn hơn cả RTX 2080 Super, mạnh hơn cụ thể khoảng 1%. Nhưng thôi, chúng ta sẽ bỏ qua vấn đề đấy và tập trung vào các thành phần linh kiện chính. Đầu tiên mình sẽ nói về phần card đồ họa. Card đồ họa phiên bản RTX 3060 Ti được mình lựa chọn đây tới từ GigaByte, là phiên bản có mức giá có thể nói là hữu nghị nhất, đó phiên bản Eagle. Thì thông thường các bạn nghĩ phiên bản có mức giá rẻ hoặc là mức giá ưu đãi ấy, các bạn sẽ nghĩ là cái thiết kế ban đầu nhìn sơ qua trông có vẻ ọp ẹp. Thế nhưng đối với phiên bản Eagle thì mình đánh giá ở trong năm nay GigaByte đã làm rất tốt, mặc dù thiết kế đều làm từ nhựa thôi, rất ít kim loại và hầu như là không có kim loại. Thế nhưng cái độ chắc chắn theo mình đánh giá là rất tốt. Đây, cái phần khu vực bên trên này, kể cả mình ấn tay vào một chút đây, các bạn không thấy kiểu không bị cảm bị lún xuống. Chắc chắn thì cái PCI các bạn nào mà mua về, tức là mình không nói mua bộ PC này nhá, các bạn mua bộ PC lẻ chẳng hạn, các bạn mua cạc này các bạn cắm vào, kể cả cạc của bạn không có khe PCI bọc thép đấy thì cũng không sợ kiểu là bị cong khe PCI đâu. Đấy mức đánh giá. Tiếp đi chúng ta sẽ nói về phần LED RGB. LED RGB trên phiên bản Eagle sẽ chỉ là một dải LED thôi, và LED này có thể điều chỉnh qua phần mềm RGB Fusion, hoàn toàn ổn, nó không vấn đề gì cả. Logo của GearBuy cũng như là logo của GeForce RTX thì dĩ nhiên sẽ không thể phát sáng được. Và các bạn phải lưu ý một chút về phần hệ thống tản nhiệt. Khi nhìn vào đây các bạn có thể nhìn thấy ngay được là tổng cộng sẽ có 4 ống đồng và các lá nhôm tản nhiệt, và khi mình sử dụng thì nhiệt độ cũng bình thường thôi, chỉ loanh quanh khoảng chừng 6x khi mà full load. Và để làm được điều này thì khi mình đã bật fast speed lên và mình nhận thấy được là khi hoạt động các bạn chơi game hoặc các bạn làm bất kỳ các công việc nào mà khiến cả các bạn bị full load thì quạt của phần hai cánh quạt của phiên bản này sẽ quay ở mức khoảng độ 95%. 95% tức là gần như là full load rồi. Thế nên mình sẽ lưu ý cho các bạn khi mà các bạn mua về sử dụng mà nghe cái bộ máy các bạn hơi ồn một chút và các bạn kiểm tra fan speed thấy quạt quay tít thì cũng không phải hỏng đâu. Đây là một tính năng được GigaByte gọi là át vào trong phần BIOS để làm cho card luôn luôn mát mẻ. Đấy thì mình nghĩ có hỏng hay không thì chắc chắn là không rồi, bởi vì dù sao hãng vẫn bảo hành cơ mà. Rồi mình sẽ đến các thành phần linh kiện khác liên quan tới phần CPU, và để đi được với RTX 3060 Ti, một CPU Intel Core i5 10400F là hoàn toàn ổn để có thể sử dụng, và chắc chắn sẽ không hiện tượng nghẽn cổ chai. Mẫu CPU có 6x12 luồng mà, và main cũng đến từ GigaByte luôn, GigaByte Aorus B460 Aorus Pro AC, có cả wifi lẫn bluetooth để có thể kết nối với các thiết bị ngoại vi được tốt hơn. Và cái mẫu main này nếu như bạn nào mà có thể không thích CPU Intel Core i5 chẳng hạn, hoàn toàn có thể nâng lên phiên bản Intel Core i7 10700 và hoàn toàn ổn và không vấn đề gì cả, bởi vì có sẵn một hệ thống tản nhiệt tới từ GearBuy. Mình nhớ không lầm mẫu này có tên là ACT 800, sẽ có hai quạt 120 và bên trong sẽ có loanh quanh khoảng từ 4 đến 6 ống đồng. Anh CPU tốt không vấn đề gì đâu, anh em yên tâm. RAM sẽ là 16GB tới từ Corsair. Đây, LED RGB, nói chung bộ PC kiểu màu mè vãi trưởng. Và về phần vỏ cây như mình đã nói vẫn tới từ GigaByte luôn. Còn bộ nguồn nữa, bộ nguồn được mình giấu ở bên trong đây rồi. Bộ nguồn có công suất thực rơi khoảng 650W. Thì với phiên bản card đồ họa RTX 3060 Ti thì mình khuyến cáo đối với những bạn nào mà mua cái PC xây dựng sẵn bên mình thì bên mình sẽ lắp sẵn nguồn rồi. Còn bạn nào mà mua lẻ bên ngoài và mang về gắn thì bộ nguồn tối thiểu phải từ 550W công suất thực nhé. Một nguồn xịn tới các hãng danh tiếng thì càng tốt, bởi vì thế các năm nay sử dụng tương đối tốn điện đấy. Và bây giờ sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng để cho các bạn thấy được RTX 3060 Ti kết hợp với Intel Core i5 10400F như nào nhé. Trong quá trình trải nghiệm hiệu năng, các bạn cụ thể có thể thấy được cái tựa game Cyberpunk 2077 FPS không được cao cho lắm bởi vì mình đã bật thêm cả tính năng Ray Tracing nữa, và ở tính năng DLSS 2.0 của NVIDIA sẽ hỗ trợ đẩy được cái FPS lên cao, và mình đã để được Quality tức là FPS vừa cao mà hình ảnh vừa đẹp. Còn nếu như bạn kéo cái thanh này lên Ultra Performance thì khi đó FPS sẽ cao hơn rất nhiều, thế nhưng cái hình ảnh khi đấy lại không đẹp. Cái này thì các bạn mua về có thể tùy chỉnh sao cho phù hợp nhất, và mức giá của bộ PC sẽ rơi khoảng độ hơn 32 triệu đồng. Thì với 32 triệu đồng các bạn sẽ có một bộ PC màu mè hoa lá cảnh, tất cả các thành phần linh kiện kết hợp với nhau rất tốt và mềm miếc các cổng các thứ đều có wifi, và đặc biệt phiên bản card họa các bạn đang có là phiên bản tới từ GigaByte. GigaByte mình thấy rất nhiều bạn ưa thích lắm. Vậy thì các bạn có thích bộ PC này không thì hãy bình luận cho mình được biết. Đường link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này, và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.